Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam vừa tổ chức lễ phát động, ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán xâm nhập mặn và hưởng ứng lời kêu gọi phòng chống dịch COVID-19. Dự kiến, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Chữ Thập Đỏ và Trang lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế sẽ triển khai cứu trợ khẩn cấp người dân tại 12 xã thuộc Ba Tỉnh, Bến Tre, Trà Vinh và Bạc Liêu với tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng. 24.000 lượt hộ dân thuộc các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được cấp nước sạch thông qua hệ thống máy lọc nước công suất 500 lít một giờ. 6.000 hộ dân được hỗ trợ can chứa nước loại 20 lít, gần 2.000 tờ rơi, áp phích truyền thông phòng chống dịch bệnh được phát đến cộng đồng. Gần 5.000 lượt người dân được hướng dẫn thực hành vệ sinh, truyền thông về vệ sinh nước sạch và phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ cộng đồng. Hoạt động hỗ trợ kéo dài đến hết tháng 4 năm 2020.